Thông tin nữ diễn viên trẻ Johanna qua đời khiến dư luận Hàn Quốc không khỏi bất ngờ. Theo đó, những bi kịch trong quá khứ của cô còn khiến công chúng không khỏi xót xa, đau lòng hơn nữa. Thông tin Johanna qua đời ở tuổi 23 được một người bạn thân của nữ diễn viên thông báo. Nguyên nhân được cho là do Johanna bị lừa mất khoản tiền tiết kiệm 2 triệu won, hơn 41 triệu đồng. Vì quá sốc, cô đã mất hết niềm tin vào cuộc sống và quyết định tự tử. Những dòng chữ trong thư tuyệt mệnh cho thấy Johanna đã phải chịu nhiều đau khổ và có những cảm xúc tiêu cực. Đây không phải là bi kịch duy nhất của cuộc đời Johanna. Nữ diễn viên trẻ lần đầu tiên xuất hiện trên chương trình Ask Anything và tại đây, cô tiết lộ mình đã sống 19 năm mà không có giấy khai sinh. Lý do là bởi bố mẹ cô đã ly hôn từ nhỏ, vì không có giấy khai sinh nên cô không thể đi học, mãi đến năm 19 tuổi mới tự làm giấy khai sinh và thi lấy chứng chỉ tốt nghiệp. Đã 11 năm, Johanna không gặp bố và không biết đến tình phụ tử. Để phụ giúp mẹ, nữ diễn viên trẻ đã từng làm việc trong quán bar. Cô mơ ước trở thành diễn viên nổi tiếng, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sự nghiệp gặp không ít khó khăn. Gần đây, Johanna mở kênh YouTube cá nhân và làm vlog. Thế nhưng, ước mơ làm diễn viên chưa thực hiện được thì cú sốc bị lừa đảo đã khiến Johanna tự tử. Cái chết đột ngột của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả xót thương. Trên kênh YouTube của Johanna, nhiều khán giả đã để lại bình luận thương tiếc cầu nguyện cho cô. Thời gian gần đây, làng giải trí Hàn Quốc liên tục chấn động trước tin tức các ngôi sao tự tử. Điển hình như trường hợp của nữ diễn viên Song Yoo-jung đã tự kết thúc cuộc đời ở tuổi 26. Cô được biết đến qua loạt vai diễn trong Golden Rainbow, Major Quiz, School 2017 và trong MV Goodbye Rush của Icon. Bên cạnh đó, Song Yoo-jung còn là người mẫu quảng cáo cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm, cà phê. Năm ngoái, nữ diễn viên ký hợp đồng với Supreme Artist Agency, mái nhà chung của hàng loạt sao lớn như Piren, Song Kang-ho, Hyomin Tiara, Jong Jae và Jackson Got7. Sự nghiệp đang phát triển nhưng Song Yoo-jung bất ngờ tự tử khiến công chúng không khỏi bàng hoàng. Tháng 11 năm 2020, tin tức nữ diễn viên gia đình là số 1 Park Ji-sun tự tử cùng mẹ ruột tại nhà riêng đã khiến truyền thông rúng động. Tại hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh được cho là của mẹ Park Ji-sun viết. Người trong ngành tiết lộ, nữ diễn viên phải điều chỉnh lịch trình để điều trị một căn bệnh mãn tính. Cuộc điện thoại cuối cùng của Park Ji-sun với một phóng viên giải trí thông báo rằng cô đã làm phẫu thuật. Tuy nhiên, Park Ji-sun nhắn với phóng viên này là cô ổn. Đó chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ và không cần phải lo lắng cho cô. Chưa xác định được cụ thể căn bệnh của Park Ji-sun là gì, nhưng vì căn bệnh này mà mẹ nữ diễn viên đã rời quê nhà, lên Seoul để chăm sóc con gái. Vụ việc được phát hiện khi bố của nữ diễn viên, người vẫn ở quê gọi nhà gọi điện báo cảnh sát vì không thể liên lạc được với vợ con. Nhìn lại cuộc đời của Park Ji-sun, không ai có thể ngờ người luôn vui vẻ, lạc quan, đem lại tiếng cười cho mọi người như cô lại lựa chọn bất ngờ và đau lòng đến vậy. Dân mạng càng thêm đau xót vì Park Ji-sun qua đời khi chỉ một ngày nữa là đến sinh nhật tuổi 36. Hàn Quốc được đánh giá là đất nước có nền công nghiệp giải trí phát triển nhất châu Á, vì thế số lượng nghệ sĩ gia nhập hàng năm cũng tăng lên chóng mặt và khán giả cũng trở nên khó tính và thích chỉ trích hơn nếu như họ cảm thấy không vừa mắt một nghệ sĩ nào. Ngược lại, những nghệ sĩ Hàn Quốc cũng rất coi trọng hình ảnh của mình. Vấn đề tiêu cực hay những tin đồn bất lợi về danh dự cũng như thông tin không tốt trong cuộc sống riêng tư, những áp lực đến từ vai diễn khiến tinh thần họ bị căng thẳng quá độ, dễ rơi vào tình trạng trầm cảm. Một số người không thể vượt qua áp lực đã chọn cái chết giải thoát cho bản thân, khiến gia đình người hâm mộ vô cùng đau lòng.